Của lạ, ai mà chẳng thích. Không chỉ đàn ông thích đâu mà phụ nữ người ta cũng thích đấy. Một người đàn ông body đẹp, ga lăng, đẹp trai và lại mát mẻ tươi mới, đàn bà nhìn người ta cũng thích mà. Đàn ông thì sao? Đàn ông mà nhìn thấy người phụ nữ đẹp không mặc gì ở trong phòng thì đố người đàn ông nào có thể kìm hãm được, đúng không? Thế nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì? Quan trọng là cái sự kiềm chế, làm chủ cảm xúc, bước vào cái cuộc hôn nhân của chính mình. Thì cái sự chịu đựng của người đàn bà giỏi hơn đàn ông rất nhiều. Ham muốn thì ai cũng có, nhu cầu thì ai cũng có. Nhưng mà mình phải biết là mình đang ở cái vị trí nào, phải biết rằng là cái ham muốn của mình nó có xứng đáng để mình đánh đổi hạnh phúc này không. Thì đấy là cái mà bạn cần đặt ra câu hỏi. Chứ nói thật rằng là khi chúng ta đổ lỗi do cái sự ham muốn nhất thời, rồi chúng ta vẫn tiếp tục sai một lần, hai lần, ở nhắm mắt thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu diễn ra quá nhiều lần thì chúng ta sẽ làm tổn thương người bạn đời của mình. Bây giờ tôi hỏi các anh đàn ông một câu như thế này: các anh có bao giờ chấp nhận cho người phụ nữ của mình lên giường với người đàn ông khác không? Các anh cũng đau mà. Thì bản thân người vợ của các anh cũng như thế thôi. Nên nếu đã được tha thứ rồi, đã quay về với gia đình của mình rồi, thì tập trung vun vén cho gia đình, yêu thương vợ con mình. Bởi vì ngoài kia, những lời hay nói ngọt lại không phải là người có thể đi với mình dài lâu. Người mà trong gia đình ấy, nhiều khi nói không vừa tai, nhưng mà vì người ta muốn cho cuộc hôn nhân của mình càng ngày càng gắn bó và có thể tha thứ. Nên các bạn hãy nhớ, những lời nói mà có vẻ nó đang đánh vào nỗi đau của các bạn thì có thể làm cho các bạn khó chịu. Nhưng nếu các bạn giữ được thì các bạn sẽ có một cuộc sống rất bình an. Còn nếu không giữ được thì cuộc sống của các bạn sẽ bế tắc, hôn nhân của các bạn sẽ tan vỡ.